Tập 47. Hôm nay tôi mở buổi họp báo này là vì muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Tôi mong tổng giám đốc Thẩm sẽ giơ cao đánh khẽ, trả lại tự do cho tôi. Lâm Phi, cô đừng tưởng giở thủ đoạn ra là thắng được tôi. Alo, chồng à, có việc gì thế anh? Anh xem TV rồi à? Mai anh tới hả? Tiểu Đồng, hôm đó sau khi trở về anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự là anh vừa gặp đã yêu em. Anh biết mình vẫn chưa hiểu rõ về em. Chỉ cần em chịu để anh ở bên cạnh em, anh nghĩ anh sẽ cố gắng để hiểu em hơn. Nhưng em, anh biết em muốn nói gì. Anh thực sự thích em. Dù thời gian còn nhiều hay ít, anh chỉ muốn cùng em đi đến cuối. Tiểu Đồng, em đồng ý đi được không? Cảm ơn anh. Nếu khi đó em dũng cảm được như anh, có lẽ bây giờ em sẽ không phải cô đơn một mình. Em không cô đơn, em còn có anh. Anh là một người tốt, cho nên em không thể vì cô đơn mà giữ anh bên cạnh. Huống hồ em còn phải kết thúc vấn đề tình cảm của chính mình. Xin lỗi anh. Cảm ơn anh. Có thể ở bên em đến phút cuối, quen được người bạn như anh, em thực sự rất vui. Em biết dạo này anh bận tổ chức hôn lễ đúng không? Có gì thì nói luôn đi. Tôi sắp kết hôn rồi, gặp cô thế này không thích hợp. Tôi không muốn Thư Phi hiểu lầm. Lâm Thiên, anh tốt với Thư Phi thật đó. Nếu khi đó em nói cho anh biết là em bị bệnh, anh cũng sẽ bỏ mặc em thế này à? Giờ nói nếu nọ nếu kia thì được gì? Sự thật là cô đi rồi, tôi không yêu cô nữa. Nhưng em vẫn yêu anh. Làm Thiên, em vẫn yêu anh. Em luôn nghĩ là chỉ cần em về gặp anh, em luôn nghĩ là chỉ cần trở về nhìn thấy anh sống tốt thì em sẽ... Thế thì tốt. Tôi sống rất tốt. Hơn nữa còn sắp kết hôn với Thư Phi rồi. Lâm Thiên, em xin anh nghe em nói hết đã. Em biết là lỗi của em, cho nên giờ em đã lỡ mất anh rồi. Mặc dù em vẫn còn yêu anh, nhưng em biết anh sẽ không trở lại nữa. Em chỉ muốn nói với anh, em không cố ý bỏ anh mà đi đâu. Chỉ là em sợ có một ngày rồi anh cũng rời xa em. Lê Tiểu Đồng, cô ích kỷ quá đấy. Cô nói những lời này là để làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn thay đổi cái gì à? Em không có ý muốn chen vào giữa anh và Thư Phi. Chỉ là em muốn nói rõ với anh trước khi rời đi. Em không muốn đi cùng nối tiếp. Em sẽ mãi mãi chúc phúc cho anh và Thư Phi. Tình cảm giữa chúng ta và cái ngày cô rời xa tôi năm xưa đã hoàn toàn kết thúc. Nếu cô chỉ muốn được tôi tha thứ thì tôi nói cô biết, tôi đã tha thứ cho cô rồi. Thư Phi, bao giờ cậu rảnh đến công ty thì dọn đồ giúp mình nhé. Thư Phi, cậu vừa nói gì vậy? Mình đang bảo khi nào rảnh, cậu có thể tới công ty mang đồ cá nhân của mình về nhà không?
Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà Phi Phi này, mình còn tưởng hai chúng ta sẽ kề vai chiến đấu trong cùng một công ty. Không ngờ cậu lại chạy trước. Nếu cậu đến mua mỗi ngày thật, thì chúng ta thành kẻ địch rồi còn gì. Kẻ địch cái gì? Là công việc thôi mà. Sao phải nói nghe nghiêm trọng thế? Thế thì cũng nên bàn với mình trước chứ. Mình xem TV mới biết đấy. Thực ra chuyện này mình cũng không bàn với Kỳ Nhiên. Mình thấy bọn mình có những lúc chuyện gì cũng có thể chia sẻ, nhưng có những lúc lại không thể chẳng muốn nói gì. Không như cậu với Lam Thiên, hai người ngày ngày nói hết lòng mình với nhau. Thực ra mình với Lam Thiên cũng có chuyện khó mà nói ra được. Hình như mình cũng thấy dạo này hai người cứ kỳ kỳ. Xảy ra chuyện gì rồi à? Mình nghe thấy Lê Tiểu Đồng bảo Lam Thiên là cô ấy vẫn thích Lam Thiên. Thế Lam Thiên bảo sao? Nhưng Lê Tiểu Đồng cũng nói cô ấy thật lòng chúc phúc cho mình và Lam Thiên. Cậu thấy có kỳ lạ không? Nếu đổi lại là mình, còn lâu mình mới chúc phúc khi người đàn ông mình thích ở bên người khác. Mình thấy có khi là Lê Tiểu Đồng thấy mình không còn nhiều thời gian nữa nên mới nói thế. Cậu đừng lo, Lam Thiên chỉ yêu một mình cậu thôi, anh ấy không bắt cá hai tay đâu, yên tâm đi. Nhưng mình cũng không biết tại sao mình cứ thấy khó chịu. Giờ cậu biết khó chịu rồi à? Lúc đầu đưa Lê Tiểu Đồng về nhà, sao cậu không khó chịu đi? Cậu phản ứng chậm quá rồi đấy. Đáng đời. Dường như người khiến chuyện thành ra thế này thực sự là mình. Phi Phi, nhưng mà người kết hôn với Lam Thiên là mình. Mình không nên nghĩ như thế đúng không? Đúng thế, cậu nghĩ mà xem. Lúc trước cậu lôi thôi như thế, Lam Thiên còn chẳng chê. Cho nên bây giờ cậu càng khỏi phải lo cậu đó. Giờ đến lượt cậu đánh mình rồi đấy à? Được rồi, đừng nghĩ nhiều thế nữa. Sao anh lại để em ở đây mà không lên? Sao không nói với anh về buổi họp báo ngày hôm nay? Anh sắp ra nước ngoài rồi, em không muốn làm anh lo lắng. Nhưng dù anh không biết, anh cũng đâu có bớt lo. Anh biết Mẫn Nhi gây áp lực với em rất nhiều, nhưng giờ em trở mặt với cô ấy thì sau này làm gì còn đường lui nữa. Chị ta vốn đâu có định để lại đường lui cho em. Hay là anh không muốn em sang mua mỗi ngày? Nếu cứ hướng phát triển tốt thì đương nhiên là anh ủng hộ em. Nhưng mua mỗi ngày vừa thành lập chưa bao lâu, còn chưa vững. Anh lo là em mạo hiểm quá. Có những lúc mạo hiểm chút cũng được mà. Hơn nữa em cũng đâu chỉ bàn với mỗi mua mỗi ngày. Được, được. Vậy em cân nhắc xem chỗ nào hợp với em. Em thấy chỉ cần không làm việc với Quyền bạn gái cũ của anh thì đi đâu cũng tốt. Em đúng là... là tổng giám đốc Kim. Mọi người đều hiểu rõ cả rồi. Tôi xin nói thẳng luôn, Lâm Phi, tôi mong là cô có thể ở lại công ty. Tôi sẽ xử lý chuyện phía Mẫn Nhi, đảm bảo cô ấy sẽ không làm khó cô nữa. Kim tổng, chuyện này là tổng tài gây ra. Theo như những gì tôi biết về chị ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Kỳ Nhiên, khuyên Lâm Phi giúp tôi đi. Dù gì mọi người đều muốn tốt cho công ty, nhưng Mẫn Nhi không nghĩ như thế. Thực ra cô ấy không phù hợp với vị trí đó. Tôi biết lúc trước cậu và Mẫn Nhi có chút hiểu lầm, nhưng chuyện chúng ta đang nói bây giờ không liên quan gì tới cô ấy cả. Tôi mong cậu phân biệt rõ mọi chuyện. Tổng giám đốc Kim, bây giờ tôi đang nói chuyện nào ra chuyện đó đấy. Nếu không phải Mẫn Nhi hành xử cảm tính thì thực ra chuyện này sẽ không thành ra thế này, để anh phải đích thân ra mặt giữ Lâm Phi. Dù nhìn từ góc độ nào, cô ấy cũng là một giám đốc không đủ tư cách. Tôi vốn định nhờ cậu nói giúp tôi mấy lời tốt đẹp, giữ cô ấy ở lại. Lâm Phi, nếu không có Mẫn Nhi, cô có chịu ở lại không? Giám đốc Kim, cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi. Nói thật lòng, tổng giám đốc Thẩm đúng là nguyên nhân khiến tôi không muốn ở lại công ty.
Cho nên chỉ cần chị ta còn ở công ty ngày nào, tôi sẽ không trở lại. Mong anh hiểu cho. Được. Vậy tôi không làm khó cô nữa. Cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Nhìn gì thế? Nhìn thấy hoa nở trên mặt anh à? Em còn tưởng anh sẽ không đồng ý để em rời mua sắm gia hữu cơ. Đến nước này rồi cũng đâu còn đường lui nữa. Lâm Phi, đi anh với anh đi được không? Đi anh với anh làm gì? Em đã rời công ty rồi, em còn lưu luyến gì nữa? Lời em muốn nghe cuối cùng anh cũng không nói. Anh thực sự không muốn ở lại với em sao? Lam Thiên, sao anh lại muốn kết hôn với em? Bởi vì anh thích mỗi sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy em ở bên anh rồi. Thế thôi à? Chẳng lãng mạn gì. Em đúng là đồ ngốc. Thế nghĩa là anh yêu em đấy. Em cũng vậy. Phù dâu của mình xinh đẹp quá. Mỗi tội mỡ của tôi cứ xuất hiện ở chỗ không nên xuất hiện. Cô béo ở đâu? Cô mà béo thì tôi chết đi cho xong. Dáng mọi người đều đẹp mà. Mẹ, hôm nay con đẹp không? Đẹp, đẹp quá đi chứ. Tự nhiên mẹ lại nghĩ đến hồi con còn nhỏ. Hồi nhỏ trông nó như thằng con trai ấy. Thời gian trôi nhanh thật. Chớp mắt một cái là con đi lấy chồng rồi. Lâm Phi, tiếp theo là đến con đấy. Con phải khẩn trương lên đó. Nghe chưa, mẹ nói rồi đấy. Thư Phi này, lấy chồng rồi nếu phải chịu ấm ức thì phải nói với mẹ đấy. Con phải nhớ kỹ, trong lòng mẹ con mãi mãi là con gái bảo bối của mẹ. Mẹ, ai bắt nạt được con chứ? Lâm Thiên, thế nào, hồi hộp quá hả? Giờ cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu lại sợ kết hôn đến vậy. Nó cứ như tôi có kinh nghiệm kết hôn rồi vậy. Không có kinh nghiệm nhưng rất biết nhìn xa trông rộng. Cậu xem giờ tôi, Ân Diện đều kết hôn rồi. Cậu không ý định này à? Kết hôn có phải chạy theo xu hướng đâu. Đâu thể nào vì mọi người đều đã cưới nên tôi phải cưới theo. Không. Vấn đề lớn nhất của cậu là quá tỉnh táo. Kết hôn là phải bồng bột lên mới được. Hôm nay là cậu kết hôn đó biết chưa? Mặc kệ tôi đi. Thư Phi là cô gái tốt, cậu phải trân trọng ấy đấy biết chưa? Tôi biết Thư Phi là cô gái tốt, không cần cậu nói cho tôi biết đâu. Xem cậu kìa. Lâm Thiên, Lâm Thiên, cậu nói chuyện gì đấy? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Mau mau mau, tôi biết rồi. Sẵn sàng chưa? Đi thôi, đi gặp cô dâu của cậu nào. Đi. Cậu cũng đến rồi à? Tôi thấy cậu đẹp trai hơn chúng tôi. Được rồi Lâm Thiên, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Tôi căng thẳng hồi nào, thần kinh. Đẹp quá.
Bố, con căng thẳng quá. Đừng căng thẳng, có bố đây. Có bố đây rồi. Đừng ngủ mất nhé. Trời ơi, mình sắp kết hôn rồi. Phi Phi, Phi, Thư Phi, em ba, em không sao chứ? Tỉnh lại đi, không sao chứ? Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không biết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao thế? Sao thế? Em lại ngủ mất đúng không? Xin lỗi, em không thể ngủ được. Việc đó không thể ngủ mất. Thư Phi, cố lên. Không sao rồi, không sao rồi. Không sao, không sao. Cô dâu căng thẳng quá đúng không? Thiên Thiên, không sao rồi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Đúng đúng đúng, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Mọi người ngồi xuống đi. Không sao rồi, không sao rồi. Mọi người ngồi xuống đi. Mời ngồi. Ngồi đi, ngồi đi. Nào. Làm hết cả hồn, nhất định phải cẩn thận. Kích động quá đúng không? Chắc chắn là kích động quá rồi. Đúng đó, đúng đó. Tiểu Đồng, Tiểu Đồng, sao thế? Sao lại chảy máu? Sao vậy? Sao lại chảy máu? Cẩn thận. Tiểu Đồng không sao chứ? Hỏng rồi. Chú Đệ, hôn lễ của cậu. Thư Phi à, chuyện Tiểu Đồng đột ngột quá. Chắc chắn là Lam Thiên hốt hoảng quá. Đúng không? Hốt hoảng. Đúng đúng đúng. Nguy hiểm quá đi mất. Hoảng. Quản là có thể bế người khác đi mất trước mặt tất cả mọi người à? Đi thôi. Mà đi thôi. Được rồi, khóc cái gì mà khóc? Có gì mà khóc? Chỉ là phụ huynh. Chị phải giải thích chuyện này cho tôi. Chuyện này, chị Thông Gia, đừng có gọi tôi là Thông Gia. Chúng ta còn chưa thành Thông Gia đâu. Hôn lễ này chưa hoàn thành, chúng nó đã cưới nhau đâu. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói. Mẹ Thư Phi à, chị nghe chúng tôi giải thích đi. Chủ yếu là chuyện xảy ra đột ngột quá, Lam Thiên cũng không kịp trở tay. Chị bảo mạng người quan trọng, nó cũng phải đưa Tiểu Đồng tới bệnh viện đã chứ. Chỉ là nó sốt ruột quá, không nghĩ nhiều thôi. Cậu ta không nghĩ với Thư Phi nhà chúng tôi thì có. Nếu Tiểu Đồng đó là cái gì? Chỉ là phù dâu thôi chứ gì? Ở đây có bao nhiêu là người, ai chẳng đưa cô ta vào viện được. Tại sao cứ phải là chú rể đích thân đưa đi chứ? Cậu ta có quan hệ gì với cô ta? Cậu ta sốt ruột cái gì? Sốt ruột là có thể bỏ mặc cô dâu à? Không phải, Tiểu Đồng đó là... Làm sao? Không đúng. Có phải mọi người đang giấu tôi chuyện gì không? Tôi... Thư Phi, là Tiểu Đồng đó rốt cuộc là thế nào? Mau nói đi. Cáo thật rồi đấy. Đúng vậy. Mẹ, Tiểu Đồng bị bệnh. Mẹ biết là cô ta bệnh. Cô ta nôn ra máu rồi mà mẹ còn không biết à? Mẹ đang hỏi con, cô ta và Lam Thiên rốt cuộc là thế nào? Mẹ, Tiểu Đồng là bạn gái cũ của Lam Thiên. Bạn gái cũ? Bọn nó chia tay lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Đúng đúng, lâu lắm rồi. Bọn nó không còn quan hệ gì nữa rồi. Chuyện đó chúng cháu biết, biết rõ lắm. Đúng, đúng vậy. Thư Phi, não con uống nước à?
Sao con có thể để bạn gái cũ cậu ta làm phù dâu cho con chứ? Mẹ, làm thiên với Tiểu Đồng là chuyện quá khứ rồi. Sao con lại thế cơ chứ? Mẹ Thư Phi à, chị đừng trách con bé. Chuyện này không thể trách con bé được. Đúng vậy, chuyện này đúng là không thể trách Thư Phi nhà chúng tôi. Tôi nên trách mấy người đó. Chuyện này trách chúng tôi. Là Tiểu Đồng đó đã mọc rễ ở chỗ con rồi. Con còn ngớ ngẩn đi nói đỡ với cô ta. Cả mấy người nữa, bắt nạt người quá đáng. Lễ cưới này dẹp đi. Bà thông gia, chẳng lẽ cứ đi thế này à? Chú rể còn chẳng ở đây, chúng ta ở đây làm gì? Mẹ Thư Phi, chị nghe chúng tôi giải thích đã. Chẳng có gì để giải thích cả. Làm thiên nhà các người thấy Thư Phi của chúng tôi ngốc nghếch, dễ bắt nạt đúng không? Còn các người nữa, chuyện Lê Tiểu Đồng tất cả đều biết, nhưng không ai ngăn cản, không ai nói với chúng tôi. Tôi nói cho các người biết, sau này chỉ cần có tôi ở đây, không ai được phép bắt nạt Thư Phi của tôi. Đi, mẹ Thư Phi, chúng ta bàn bạc lại đã. Không có gì bàn bạc hết. Cô, đừng thế mà, cô, mẹ Thư Phi. Cô ấy tùy hứng quá. Thôi xong, làm thế nào bây giờ? Chết chắc rồi, anh Nguyên Bân. Đừng có cứ mở miệng ra là chết với chóc. Suốt ngày cứ chết. Bố uống nước đi. Mẹ, con nói xem, trên đời này có lý do gì để chú rể có thể bỏ mặc cô dâu chạy mất thế? Có Thư Phi nhà chúng ta là gì cơ? Lót dự phòng, diễn viên đóng thế. Mẹ hỏi con, chuyện Lê Tiểu Đồng là bạn gái cũ của Lâm Thiên, con biết từ lâu rồi đúng không? Mẹ, con biết mà sao không nói sớm? Sao con không ngăn cản cô ta, lại còn để cô ta ở cùng nhà với Thư Phi nhà mình? Mẹ, Lê Tiểu Đồng bị ốm, Lâm Thiên với Thư Phi không nỡ bỏ mặc cô ta không có nhà để về, cho nên mới... Được, cậu ta không nỡ. Cậu ta nỡ bắt nạt Thư Phi nhà chúng ta, khiến chúng ta trở thành trò cười trong hôn lễ. Cả nhà chúng ta ở đó mất hết mặt mũi. Tình khốn họ Lam này, nếu còn dám xuất hiện trước mắt tôi không đánh gãy cái chân chó của nó, thì tôi sẽ viết lộn ngược hai chữ Thư Phúc. Thư Phi, con lập tức dọn đồ chuyển nhà, không thì về quê với mẹ. Mẹ tuyệt đối không cho phép con lấy thằng khốn đó nữa. Chuyển nhà gì? Lâm Thiên chỉ thứ gì? Vì bạn gái cũ, nó có thể bỏ lại con giữa hôn lễ mà chạy mất. Con không lo được có một ngày nó bỏ rơi con vì Lê Tiểu Đồng à? Con động não tí đi được không? Mẹ, mẹ không hiểu rõ tình hình của Tiểu Đồng. Cô ấy ốm rồi, mẹ bảo bọn con có thể đuổi cô ấy đi đâu chứ? Đã đến nước này rồi, con vẫn còn nói đỡ cho Lê Tiểu Đồng đấy à? Con muốn làm mẹ tức chết đấy à? Được rồi, bớt nói mấy câu đi. Thư Phi cũng đâu dễ chịu gì. Có gì từ từ nói, có được không nào? Ông còn có mặt mũi mà nói à? Con gái ông cố chấp lại còn ngớ ngẩn, chẳng giống ông thì đâu ra. Thư Phi, thằng khốn này, mày còn dám đến à? Tao phải đập mày. Bố, đánh mày chết. Đừng đánh, đừng làm thế. Qua đây, Lâm Thiên. Bố mẹ, con xin lỗi. Xin hãy nghe con giải thích đã. Cậu đừng có gọi chúng tôi là bố mẹ, vì con gái tôi sẽ không lấy cậu đâu. Mẹ, con im đi. Tôi hỏi cậu, cậu đưa bạn gái cũ đến đây để làm gì? Cậu thấy Thư Phi nhà chúng tôi rất ngốc, rất dễ qua mặt, rất dễ lừa đúng không? Con xin lỗi, chuyện Tiểu Đồng là do con xử lý không ổn thỏa. Con rất xin lỗi, là con nhất thời cuốn quá, làm hỏng việc. Mẹ, là con giữ Tiểu Đồng lại, không liên quan gì tới Lam Thiên. Bố mẹ, con xin lỗi. Thư Phi, anh xin lỗi. Hôm lễ hỏng rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Xin hãy tha thứ cho anh. Xin em, là do anh không nói rõ với em từ trước. Anh xin lỗi. Tiểu Đồng bệnh rất nặng, anh cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đạo diễn Trịnh gọi, mau nghe máy đi. Alo anh cả. Em ba, Lâm Thiên có đó không? Vừa rồi bác sĩ bảo khối u của Tiểu Đồng di căn tới dạ dày rồi, vậy là không phẫu thuật được nữa. Phải làm sao đây? Vâng, tôi biết rồi.
khối u của Tiểu Đồng di căn rồi. Đi, tới bệnh viện. Thư Phi, mẹ, mẹ đừng kích động, mẹ bình tĩnh đã, đừng giận. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Sao Lê Tiểu Đồng kia lại bị ung thư? Mẹ, sao? Sao chuyện này là sao đây? Tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tiểu Đồng, Thư Phi, xin lỗi, tôi làm hỏng hôn lễ của cô rồi. Không sao. Giờ cô thế nào rồi? Ổn. Chuyện này tôi có thể nói chuyện riêng với Lam Thiên không? Được, tôi với anh cả ra ngoài đã. Hai người cứ từ từ nói. Thế bọn anh đợi ở ngoài, có gì cứ gọi nhé. Xin lỗi. Được rồi, đừng nói nữa. Cô không cần phải xin lỗi đâu. Tôi nói rồi, tôi đã tha thứ cho cô rồi. Em không nên trở lại. Bác sĩ đã bảo là em không thể khỏe lại được nữa. Ông trời quá bất công, cô ấy còn trẻ thế mà. Em ba, hôn lễ tôi đã nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến lễ cưới thất bại. Nhưng không ngờ ngày hôn lễ sẽ xảy ra chuyện như thế. Đừng trách cô ấy nữa. Cô cũng đừng tự trách mình. Hôn lễ của hai người có thể để hôm khác làm. Anh cả, Tiểu Đồng đã như thế rồi, tôi còn giận cô ấy. Có phải tôi tệ quá không? Không, cô đừng tự trách mình quá. Lam Thiên, Tiểu Đồng sao rồi? Giờ ngủ rồi. Để đưa em về. Em mệt mỏi cả ngày rồi. Vậy Tiểu Đồng phải làm sao? Ở đây có tôi rồi. Hai người đi giải quyết chuyện của mình đi. Yên tâm. Thư Phi, em sẽ tin anh đúng không? Đương nhiên là em tin anh rồi. Tiểu Đồng ngất xỉu nôn ra máu, em cũng rất lo lắng. Nhưng anh bỏ lại em ở hôn lễ như thế, anh có nghĩ đến cảm nhận của em và người nhà em không? Xin lỗi, anh cũng không ngờ là sẽ ra như thế. Tiểu Đồng ốm nặng như vậy, em cũng rất lo lắng. Em cũng rất sợ. Em sợ cô ấy sẽ không khỏe lại. Em sợ. Em sợ anh sẽ bỏ rơi em, không cần em nữa.
Thưa Phi, Lam Thiên, trong lòng anh, em có còn là duy nhất không? Có còn là người quan trọng nhất không? Đương nhiên em là người quan trọng nhất đời anh rồi. Nhưng em nhớ là lúc trước anh bảo, dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ kết hôn mà. Sau này chúng ta... Thưa Phi, xin lỗi. Xin lỗi. Cho anh thêm chút thời gian đi được không? Anh sẽ giải quyết. Uống hết sữa đi, sẽ dễ ngủ hơn một chút. Cảm ơn. Bố mẹ đâu? Về chưa? Vẫn đang giận mình à? Đâu chỉ tức giận, mẹ còn bảo chỉ cần cậu vẫn ở bên Lam Thiên thì sẽ không nhận cậu làm con gái nữa. Lam Thiên có nói là anh ta định thế nào không? Anh ấy bảo mình cho anh ấy chút thời gian, anh ấy sẽ giải quyết. Thế cậu thì sao? Cậu có gửi thông điệp cuối cùng chưa? Có bảo anh ta đưa Lê Tiểu Đồng đi chỗ khác chưa? Mình không nói dối. Cậu cũng thấy rồi đó, giờ tình hình Tiểu Đồng rất tệ. Vậy rốt cuộc cậu có muốn cưới Lam Thiên không? Cậu có biết là chỉ cần Lam Thiên với Lê Tiểu Đồng không vạch rõ ranh giới, mẹ sẽ không đồng ý cho hai người kết hôn đâu. Cậu biết chuyện nghiêm trọng tới mức nào mà. Mình biết. Nhưng giờ thì làm gì được? Làm gì được? Sao chuyện gì cậu cũng nghĩ cho người khác thế? Thế cậu thì sao? Cậu phải làm thế nào? Tất cả là tại cậu. Chuyện gì cậu cũng nghe Lam Thiên. Giờ hay quá, tụi anh ta bắt nạt cậu. Được rồi, mà uống sữa đi. Lâm Phi, tôi vốn không muốn nói những lời này, nhưng tôi thực sự giận tới không thể nhìn được nữa. Anh không thấy hôm nay anh quá quát lắm mà? Một người bình thường sẽ mang bạn gái cũ về nhà chắc? Vì Thư Phi tốt tính nên anh thấy mọi chuyện đều ổn mà. Lâm Phi, đây là chuyện giữa tôi và Thư Phi. Chuyện của Thư Phi chính là chuyện của tôi. Giờ nói những chuyện này cũng vô ích thôi. Dù vô ích tôi cũng phải nói. Vì Thư Phi hiền lành nên anh không ngừng bắt cậu ấy nhường nhịn. Vì Thư Phi chưa từng nói không nên anh không ngừng thăm dò giới hạn của cậu ấy. Vì Thư Phi chưa từng từ chối nên anh được voi đòi tiên định leo lên đầu cậu ấy chứ gì. Cô nghĩ tôi là loại người nào? Tôi cũng chẳng biết anh là cái loại người gì. Không thì đi hỏi xem. Một người đàn ông bình thường có bỏ mặc cô dâu của mình ở hôn lễ không? Như thế có phải là thằng khốn không? Giờ tôi còn đang nghi ngờ tình cảm anh dành cho Thư Phi liệu có phải thật không, hay là anh vốn không quên được Lê Tiểu Đồng? Đúng, tôi là một thằng khốn, nhưng cô không thể vì thế mà nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Thư Phi được. Thế thì phiền anh cắt đứt hoàn toàn với Lê Tiểu Đồng đi, đừng để tôi phải khinh thường anh.
Nghe nói hôm qua Lê Tiểu Đồng nôn ra máu, cậu biết không? Sao hôm qua Tiểu Đồng lại nôn ra máu nhỉ? Sao lại nôn ra máu? Lam Thiên đưa cô ấy tới bệnh viện rồi. Thư Phi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Thư Phi, cô ổn chứ? Ổn, ổn lắm. Hôm nay thời tiết tốt ghê. Đúng thế, chỉ là trời hơi âm u. Thả máy đến rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Tôi nghe nói hôn lễ của đạo diễn Lam và Thư Phi không thành. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không biết, chú rể chạy mất. Chú rể chạy mất? Không phải chứ, đạo diễn Lam quỷ hôn mà. Không không, anh đừng có nghĩ linh tinh. Chuyện là như thế này, có người không khỏe nên đạo diễn Lam và đạo diễn Trịnh đưa cô ấy tới bệnh viện. Đúng vậy, chính là như thế. Không có gì, không có gì đâu. Không khỏe à? Thế còn tổ chức hôn lễ nữa không? Cái đấy phải xem Thư Phi có nghĩ thoáng được không. Là sao cơ? Xảy ra chuyện rồi. Lại có sản phẩm có vấn đề rồi. Vừa rồi tôi thấy người của cục kiểm soát chất lượng đến. Đó là muốn kiểm tra bột giặt hảo lượng khiết. Bột giặt hảo lượng khiết là ai làm? Cô nói gì dai dai? Thì bột giặt hảo lượng khiết. Bột giặt hảo lượng khiết là Thư Phi làm. Cô ấy đèn quá đi mất. Ôi trời ơi, vậy phải làm sao đây? Đúng là quả vô đơn chí. Chỉ có thế này thôi. Đây là tất cả tài liệu về bột giặt hảo lượng khiết. Chỉ có thế thôi. Anh Tiêu, tôi bắt buộc phải nhắc nhở anh. Nếu sau này chúng tôi tra ra anh còn giấu tài liệu gì khác thì anh sẽ bị xử lý nghiêm trọng hơn đấy. Tôi đã nói rồi mà, chỉ có thế thôi. Anh có ép tôi, tôi cũng chẳng khai được ra cái gì khác. Chúng ta đi thôi. Lúc trước đã bảo rồi, thứ này không qua được kiểm tra chất lượng. Anh bảo cứ để anh giải quyết, anh giải quyết. Rồi anh giải quyết cái này à? Sao mà cứ phải hoảng hốt lên như thế? Trời sập chưa? Mấy cái này là chuyện nhỏ thôi. Mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi. Đừng lo, tôi lo lót cả rồi. Dù chúng ta không sao, tôi cũng lo cho con gái tôi chứ. Nó thì làm sao được? Lão Lâm, tôi ra ngoài có chút việc nhé. Thế nào? Lương, phúc lợi, tiền thưởng đều hơn nhiều công ty cũ nhỉ? Cô nhảy việc một phát mà giá trị tăng lên nhiều quá đấy. Tôi làm gì cũng thích, hai bên cũng có lợi. Mua sắm gia hữu và mua mỗi ngày, có thể nói là gì thế ngang nhau. Công ty cho tôi nền tảng tốt như thế, tôi cũng sẽ chọn một vài nhà cung cấp ưu tú để đưa sang, giúp mua mỗi ngày trở thành nhãn hiệu mua sắm số 1. Nghe nói gần đây cô có nhận một chương trình. Sau khi đợi mua sắm gia hữu, không ngờ cô lại càng ngày càng nổi tiếng. Phải rồi, trước khi ký hợp đồng, tôi đã ký với một vài chương trình truyền hình. Sau khi tôi vào mua mỗi ngày, cái này không thành vấn đề. Hợp đồng cô ký trước khi vào công ty, đương nhiên chúng tôi sẽ không can thiệp. Huống hồ việc này có thể tăng độ phổ biến của cô. Việc này tốt cho công ty mà, sao lại phải từ chối chứ? Được, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Dọn xong nhanh thế à? Anh còn tưởng em ở nhà với Thư Phi. Em muốn để cô ấy nghỉ ngơi mấy hôm rồi nói sao. Nhưng cô ấy không chịu, cứ kêu ở công ty có gì. Em thấy cô ấy cố tỏ ra kiên cường quá.
Thực ra ngay từ đầu đã không nên để Lam Thiên giữ Lê Tiểu Đồng lại. Anh ấy thấy Thư Phi dễ bắt nạt nên toàn thế. Lam Thiên không phải người như thế đâu. Tình cảm của ấy dành cho Thư Phi là nghiêm túc đấy. Em không nhận ra sao? Em không nhận ra. Người ta toàn bảo suy nghĩ con gái như kim đáy bể. Em thấy đàn ông các anh mới khó hiểu. Em cũng thấy tình hình của Tiểu Đồng khi đó rồi. Chẳng lẽ em định bảo Lam Thiên thấy chết không cứu sao? À, thế tức là nếu hôm qua gỡ hôn lễ là em, anh cũng sẽ bỏ em ở đó rồi chạy đi hả? Giả thuyết của em vô lý quá. Đúng là vô lý ghê. Anh cũng chưa từng có ý định kết hôn. Giả thuyết dở hơi gì không biết.